Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ ba, mùng 10 tháng 9, sau Chúa Nhật thứ 23 mùa thường niên. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, thầy xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví như được như người xây nhà ngay trên mặt đất không nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ 6, lòng thương xót. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và Ngài không muốn mất bất cứ một ai cả. Chính vì thế mà dù có con chiên lạc thì Ngài cũng sẵn sàng bỏ 99 con chiên ở lại để mà tìm con chiên lạc cho kẻ được. Dù có đứa con hoang đàng ăn chơi phung phá tiêu hết tài sản, thì Chúa cũng như người cha nhân hậu luôn đón con trở về. Vấn đề còn lại là xin cho tất cả chúng ta cảm nhận được, hiểu được, cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi đi vào lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng cái tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Người tốt thì lấy ra cái điều tốt từ trong lòng mình, trong kho tàng tốt của lòng mình. Còn người xấu thì có lấy ra thì cũng chỉ lấy ra được cái xấu mà thôi. Rồi ý thứ hai thì Chúa nói rằng là tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa mà anh em lại không nghe, không thi hành được lời Chúa. Ai nghe lời thầy mà thi hành thì ví được như người khôn xây nhà vững chắc trên nền móng, hay là người khôn xây nhà trên đá đó. Còn ai nghe lời thầy mà không đem ra thực hành thì cuộc đời sẽ rất là lỏng lẻo, trôi nổi, gặp phong ba bão tố, gặp cám dỗ là nghiêng chiều về những cái điều xấu ngay. Thế thì chúng ta cũng sẽ có hai ý để rút ra bài học. Bài học thứ nhất, người tốt lấy ra những cái điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn người xấu thì chỉ lấy ra được cái xấu mà thôi. Cái xấu thì từ người xấu mà ra, và cái tốt thì từ người tốt mà ra. Cái xấu không thể từ người xấu, cái xấu không thể từ người tốt, mà cái tốt cũng không thể nào mà lấy ra từ cái người xấu cả. Cũng có những người nói rằng là cái anh chàng này nó hiền lành lắm, nó tốt lành lắm, mà không hiểu tại sao lúc đấy nó lại cầm dao nó chém người ta. Kính thưa cộng đoàn, để một người có thể cầm dao chém được ai đó thì trong lòng người ta cũng có những cái hận thù, cũng có những cái ý định xấu xa này. Chứ không phải từ một cái người tốt lành. Ví dụ như cá nhân con này, con chẳng bao giờ chửi tục chửi thề cả. Vì thế có ai đó mà có chửi bới con, hay là có lăng mạ, hay có gì gì đi chăng nữa, thì con không thể, không thể có một cái lời chửi tục chửi thề nào trong lòng mình nói ra cả. Thế nhưng nếu trong lòng của chúng ta cũng có những cái từ ngữ xấu xa đó, thì rồi cũng sẽ có lúc gặp hoàn cảnh chúng ta sẽ nổ ra những cái điều xấu xa. Thế thì trong thực tế, đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng thấy là hàng ngày chúng ta cũng đi lễ, cũng đọc kinh, cũng cầu nguyện. Thế nhưng mà ai đó trêu ghẹo chúng ta, cái chúng ta nổi đóa lên rồi, chúng ta nói những cái điều nó hết sức là kỳ lạ. Thế thì về gẫm lại thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng những cái điều xấu ấy nó đã ở trong lòng chúng ta mà chúng ta không biết, và chỉ chờ cơ hội là nó bung ra thôi. Chúng ta lấy hình ảnh trong 12 tông đồ ông Judas Iscariot, để là người gọi là bán thầy đấy, thì Judas Iscariot đã để cho ma quỷ gieo vào lòng mình những cái điều xấu xa. Rồi những cái điều xấu xa nó cứ gặm nhấm từng ngày, rồi đến cơ hội là bán thầy của mình thôi. Rồi còn trong trường hợp như ông Phêrô đó, Chúa Giêsu nói rằng trong đêm nay khi gà chưa gáy lần thứ ba thì chưa gáy anh đã chối thầy ba lần rồi. Thế thì ông Phêrô là người chối thầy ba lần. Thế thì trong lòng của ông Phêrô cũng đã có sự phản bội, thì ông ta mới chối.
Chứ còn nếu ông ta không có cái sự phản bội thì ông ta không thể nào chối được. Nhưng trong lòng Phêrô cũng có sự sám hối. Đây là cái điều tuyệt vời. Để rồi sau khi phạm tội thì ông ta có cái lòng sám hối thì ông ta biết sám hối. Còn nếu trong lòng chúng ta có sự phản bội mà chúng ta cũng không có sự sám hối đấy, thì chúng ta cứ phản bội mà thôi chứ chả biết sám hối là cái gì cả. Vì thế mà con nghĩ rằng là đối với cá nhân con thì thứ nhất là con luôn luôn tối đến là con phải gẫm xem một ngày mình có những cái hành động như thế nào. Đặc biệt là những cái hành động ví dụ như là quát nạt, nóng giận hay là nghĩ xấu người này, nghĩ xấu người kia. Thế thì với tất cả những cái điều đó thì con suy xét lòng mình là trong lòng mình có những cái điều đó. Trong lòng mình có những cái điều đó nên mình mới có những cái xử sự mất kiềm chế là như vậy. Và cái điều thứ hai, xin Chúa gieo vào lòng chúng ta cho chúng ta có một cái lòng sám hối. Bởi vì ai trong chúng ta thì trong bụng dạ cũng có cái tốt và cũng có cái xấu. Gặp cơ hội là cái xấu nó cũng sẽ nổ ra thôi. Thế thì chúng ta cũng nài xin Chúa cho chúng ta có lòng sám hối. Để giả như chúng ta mất kiềm chế, ma quỷ cám dỗ chúng ta bung ra những cái điều xấu xa, thì sau khi có những cái điều xấu xa đó, gây ra những điều xấu xa đó, thì chúng ta lại có lòng sám hối. Còn nghĩ cái lòng sám hối là cái mà cứu vãn, cứu được những cái tình thế mà chúng ta gây ra những cái điều xấu xa. Đó là ý thứ nhất. Người tốt lấy ra những điều tốt trong lòng mình, còn cái xấu thì chỉ trong cái đứa xấu mà ra thôi. Vì thế ai làm điều xấu thì kẻ ấy là người xấu. Còn cái người làm được điều tốt thì bằng chứng người đấy có cái lòng tốt. Rồi bài học thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng là nếu anh em nghe lời thầy mà thi hành thì anh em như những người xây nhà trên nền móng vững chắc. Xin cho cuộc đời của chúng ta luôn luôn xây dựng cuộc đời mình trên lời Chúa. Mà để xây dựng đời mình trên lời Chúa thì chúng ta phải lắng nghe noi gương mẹ Maria đã hằng ghi nhớ, suy đi gẫm lại trong lòng. Để rồi mình làm cái gì thì mình cũng lời Chúa cũng hiện lên để hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng đời mình trên lời Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ vững chắc, không ma quỷ nào có thể tấn công chúng ta được.